Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Bình Bạn Quay Thùng. Và hôm nay mình sẽ giả làm khi có muốn sợ lái máy bay nó xuống mà. Đây là chiếc máy bay của mình. Bây giờ mình sẽ chiến đấu nào. Mình sẽ chiến đấu theo hướng. Thank you.
biết. Mình không sợ thua. Mình sẽ để đây để học được tự tự
Lúc nãy có một cô mẹ 200 triệu đồng là mình được một kiểu.